Chef Lee is the queen of broths. She can cook a broth so extremely well. Really develop the flavor from delicate mushrooms. Beautiful. Mm-hmm. When eating your food, I feel very, very zen. Oh, wow. The same me. You feel the same. I feel calm. I feel spiritual. So this is a spiritual dining experience for me. You know, with the hint of the incense, the aroma of that. This soup, I feel so good. I feel warm. I feel loved. I can eat it every day. How you extracted all that flavor from the kombu, shiitake mushrooms. The noodles are cooked perfectly, al dente. The texture of the tofu is exactly like an abalone. So, incredible. Xin cảm ơn nhà tài trợ Chin Su đã đồng hành cùng với Top Chef Việt Nam. Thì tiếp theo đó là một cái món ấy, nó nằm ở phần thổ. Thì tại vì món này nó sẽ chứa đựng rất nhiều nguyên liệu từ thổ nhưỡng như là lúa, gạo, tất cả các loại rau củ để tạo nên cái nước dùng thật là đặc biệt này. Cho nên là em chọn cái món này ở phần thổ và là signature của mình. Thì sau đây em xin phục vụ ban giám khảo. Đầu tiên là mình sẽ ăn cái bánh tạt này trước ạ. Em mời giám khảo mình sẽ ăn one bite cái miếng này và sau đó em sẽ phục vụ cái món mì cho ban giám khảo ạ. Ok. Dạ, ở trên đó là một loại ruốc làm từ chân nấm ạ. Em xin mời ban giám khảo thưởng thức món mì ngũ sắc của em ạ. Ở trong đây thì em có sử dụng một cái loại rất là đặc biệt, đó là nấm gan bò sữa đỏ từ Đà Lạt, một loại nấm rất là quý hiếm tại vì nó chỉ có vào mùa mưa thôi. Và tiếp theo là abalone bào ngư được làm từ đậu phụ ạ. Và kèm với nước dùng được nấu rất là đặc biệt. Em đã áp dụng kỹ thuật nấu nước dùng của người Nhật từ nước dashi. Và em kết hợp với lại mía lau của Việt Nam, kết hợp với lại bí xanh và trái lê nữa để tạo ra cái nước dùng này ạ. Chef Lee is the queen of broths. She can cook a broth so extremely well. Really develop the flavor from mushrooms. Beautiful. Mm-hmm. Cái abalone này là được làm từ bột đậu tương và nó kết hợp với lại là một ít bột khoai tây nữa để tạo cái độ dai cho cái này. Và sau đó là mình hấp lên và mình dùng cái khuôn mình ép nó lại để tạo ra thành cái hình bào ngư như thế này. Nó giống như là bào ngư thật, vị của nó vẫn cứ dai dai giòn giòn giống như là bào ngư thật. And combined with the texture, the bean cake of the tofu cake, it's so beautiful. When eating your food, I feel very it's very zen. Oh, wow. The same me. You the same feeling. I feel calm. I feel spiritual. So this is a spiritual dining experience for me. You know, with the hint of the incense, the aroma of that. This soup, I feel so good. I feel warm. I feel loved. I can eat it every day. How you extracted all that flavor from the kombu, shiitake mushrooms. The noodles are cooked perfectly, al dente. The texture of the tofu is exactly like an abalone. So incredible. I really felt your journey of umami. I felt that you developed some beautiful flavors. My favorite was the mushroom soup, for sure, with the noodles. I thought that was really spectacular. I think overall, it was a really wonderfully constructed and wonderfully presented dish with a beautiful story behind it. Cái nguyên liệu mà em chọn, thực sự không ai mà dám chọn như vậy. Nó rất là đặc biệt. Thực dưỡng là một cái từ mà nấu ăn khó lắm. Anh rất là thích cái nước cốt dừa của em. Chưa bao giờ anh ăn được cái nước cốt dừa ngon như vậy. Ở đâu đó, cái món ăn thực dưỡng là phải người ta một là rất là thích, hai là người ta không thích luôn. Nhưng mà nếu như cái món thực dưỡng, những cái set menu này mà được trao chuốt tốt, anh nói thẳng thắn, nó sẽ là một cái menu rất ngon. Chef Vi là rất đột phá. Hai cái vòng thi bán kết là Vi đã gần như thay đổi cái sở trường. Anh Alan công nhận không? Không. Tức là Vi thoát ra khỏi cái tầm áo cũ của Vi. Em đang rất là lo về vì cái chủ đề này rất là khó. Đây là một cách chơi mạo hiểm. Vi duy nhất là để phân mình với tất cả các chef còn lại trong cái vòng bán kết. Thật sự là mình cũng nghĩ là bản thân mình đã khá là mạo hiểm khi chọn cái đề tài này. Nhưng mình nghĩ là mình mạo hiểm nhưng mà mình làm được, mình chiến thắng được thì đó mới là vượt qua thử thách, vượt qua bản thân mình. Đối với anh thì cả cái hành trình Vi đã rất nhiều vòng thi là Vi đã thể hiện cái khả năng trong cái thẩm mỹ ẩm thực của em, sở trường của em. Thì ngày hôm nay em đã dẫn anh đi một cuộc chơi của riêng em. Đối với anh mà anh đặt ra 5 tiêu chí ngay từ đầu tiên khi anh chấm thi. Cái tiêu chí cuối cùng anh tìm kiếm trong mùa thi này chính là cái tính nghệ thuật. Thì anh đã thấy là em có hội họa trong đó, bản sắc văn hóa trong đấy. Anh thấy có kiến trúc trong đấy, trong tất cả các món ăn của em. Nó như một cái nhạc phẩm mà anh nghĩ từ đầu đến cuối
nó có cao trào, nó có sự quyến rũ và kết thúc bằng một cái dư âm đối với anh. Riêng anh, hôm nay là vòng bán kết, kết quả như nào? Hay chung kết như nào? Vi là quán quân đối với anh. Khi mình nói cái ý tưởng mình ra thì hầu như là cũng sẽ có một số người nghĩ là mình quá mạo hiểm đi, nhưng mà chỉ anh Tuấn là anh ủng hộ mình. Mình cảm thấy đó là một cái động viên rất là lớn. Khi đứng ở đó mình hoàn thành cái bài thi của mình mà được nhận nhiều lời khen như thế thì thật sự là mình thấy rất là vui. Vui vì là mình đã làm được, mình đã vượt qua được bản thân mình. Mà bên cạnh đó là mình lại được người khác nhìn nhận cái thành công của mình nữa. Thì đối với Vi là chỉ cần như thế thôi là mình đã chiến thắng.